mày lừa bố mày. Đây chị chuyển ở đây, em lại không có tiền. Không biết sang hàng nó không có tiền. Khoản giùm nó chết luôn. Ai chuyển, không chuyển chuyển thôi, khỏi với ai mà chuyển kiểu đó. Đúng, đúng. Đúng, hợp lý. Chú ơi, con muốn mua bông tai cho khách để con đi gieo lựa. Dạ. Vàng giờ bao nhiêu chỉ chú? Là vàng ta không? Vàng ta mà. Ờ. Chứ không biết kiểu gì là thế. Để cho đưa đưa cho chú nè. Đây. Bông bông cái loại một hột bé bé hả? Cái loại như của em kiểu này á. Giống đó đó. Giống đó mà nhỏ hơn gì. À. À, đúng không? Đây này. Bình thường công bên mình là bình thường bán lại là lỗ hết bao nhiêu tiền công chú? 200 hả? Tùy theo loại đúng không? Ừ, này nhỏ hơn nè, đúng không? Có nhiều loại lắm chị ạ. Chú, cái nhỏ này có bán một cái không? Không, bán đôi. Cái này người ta bán đôi nè chị ơi. Chứ còn cái là cái kia ai đeo. Chữ mốt 55 ngàn. Thì bây giờ chị mà chị bán lại thì được, bán một cái được đúng không? Bán lại bán một cái được không? Hay là bán cặp? Bán một cái nửa cái bán vẫn được. À nhưng mà mua là phải mua một cặp à. Có khi có một cái cũng bán một cái mà bán người ta có nhiều là bán nhiều đúng không? Đây chị chuyển ở đây, em lại không có tiền. Không biết sang hàng nhưng không có tiền. Đây chị quét mã QR của quán lên. 1.5 triệu. Anh em đã có khách nào nhờ đi mua vàng giùm chưa? Tôi là lần đầu tiên tôi thấy á nha. Không những thế mà còn nhờ mình chuyển khoản trả tiền nữa chứ. Quan điểm của anh em thế nào hãy comment bên dưới nha.